Và ngày hôm nay thì mình muốn review cho anh em một chiếc laptop gaming, nhưng mà phải đạt được những tiêu chí như sau. Thứ nhất đó chính là hiệu năng cao, thứ hai là về thiết kế đẹp và mức giá cũng phải hợp lý, dao động từ 15 đến 20 triệu. Thì mình muốn unbox cho anh em một chiếc sản phẩm laptop, đó chính là chiếc Acer Aspire 5. Đó, phiên bản 2023 mới nhất luôn. Thì cụ thể hơn cái chiếc laptop này sẽ có những gì thì hãy cùng mình tiến hành unbox luôn nhé. Intro. Ok, bây giờ thì hãy cùng mình mở luôn xem cái chiếc Acer Aspire 5 này sẽ có cái gì nhá. Rồi, chất lượng hoàn thiện, bọc bụng thứ rất là ok rồi. Đây, anh em thấy là chúng ta mở qua hai lớp mình có thể đến được với nhân vật chính. Nào, mở ra nhá. Kiểu hoàn thiện chắc chắn thế. Rồi, ok. Đây. À, như các bạn thấy thì bên trong này chúng ta sẽ ngoài cái phần máy được gọi là để một cách rất chi là an toàn luôn. Hai bên chúng ta đều có miếng xốp để giữ để không cho va đập này. Bên này chúng ta sẽ có được là dây sạc này. Ok. Mình sẽ xem bên trong này còn gì nữa không nhá. Bỏ máy sang một bên. Rồi bên trong chúng ta sẽ có được là hướng dẫn sử dụng. Chúng ta có được giấy bảo hành. Còn bên trong này thì là mình chưa rõ nó sẽ là cái gì, nhưng để sau nhé, mình sẽ quay vào cái nhân vật chính trước. À từ từ, đây có sạc pin, sạc pin. Đây, sạc pin đây. Rất đầy đủ luôn. Ok. Bây giờ thì nhân vật chính của chúng ta này, chiếc Aspire 5 mới nhất 2023. Rồi, như anh em thấy thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Cá nhân mình đánh giá nhá, thì nếu là một bạn nam sử dụng ấy thì chắc chắn sẽ rất thích, tại vì là cái tông hơi xám tối giản và logo Acer cũng rất là chi tiết nhỏ ở đây thôi. Chúng ta sẽ không bị một cái logo to ở giữa màn hình như cái dòng laptop Acer văn phòng. Đấy, các bạn phải lo việc rồi nhá. Chúng ta sẽ có một logo rất nhỏ ở đây. Cộng thêm nữa là cái dòng Aspire, chúng ta sẽ có một chữ ở đây trông thật sự rất là gaming. Xung quanh này, bên mặt A này, cổng kết nối thì chúng ta có được là USB-A này. Đấy, chúng ta có được là một HDMI này với cả một jack 3.5. Rồi với cả mặt đáy của chúng ta thì thật ra thì mặt đáy các bạn thường không quan trọng nhiều lắm đâu, nhưng mà cá nhân mình thấy thì cái hệ thống tản nhiệt ở đây cũng khá tốt. Cũng khá tốt nhá, tại vì trông cũng rất là thoáng. Rồi thì về cái bố cục chung của máy thì cũng rất là ok, rất là nhỏ gọn sang trọng. Chiếc máy này là 15 inch. Đó, nếu mà dùng để chơi game thì cũng rất là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nào, xem bên trong sẽ có gì nữa. Úi giời. Đây, bên trong chiếc laptop như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có được một phần bàn phím full size. Chúng ta có cả cái phần 5 lock này, chúng ta cũng là bàn phím tắt bát, mình đánh giá cao tại vì nó không bị làm quá lệch sang một bên như các dòng laptop khác. Còn chất lượng mở gập thì khá là chắc chắn, vẫn có tình trạng rung lắc xảy ra, nhưng mà đấy nó không quá đáng kể. Bản lề thì cũng khá là ok. Đó, cá nhân đánh giá cũng khá là ok. Chúng ta không thể nào mà loại bỏ hoàn toàn được cái việc mà tình trạng khiến cái bản lề nó lung lay quá nhiều, tại vì khi mà chúng ta yêu cầu một chiếc máy nó mỏng nhẹ và nó sẽ tối giản hơn về những chi tiết thì chắc chắn cái độ nặng sẽ không đủ để khiến cho phần bản lề nó đậm nhất. Đó, đấy là chỉ một hạn chế nhỏ thôi. Chúng ta có thêm cả một phần tản nhiệt nữa ở cái phần khe này nữa này. Đó, cái việc chúng ta chơi game thì sẽ không bị quá nóng. Ok, đấy là mình dự đoán như thế thôi. Còn tí nữa thực hư như nào thì mình sẽ test trực tiếp vào những cái bài test hiệu năng. Còn bây giờ thì mình đánh giá bàn phím chúng ta không bị ở bẹp ở giữa này, rất ok này. Còn cái việc mà các bạn sử dụng để gõ văn phản, gõ phím thì cũng tương đối ổn. Đấy, cái phần độ nảy phím nó dừng lại ở cái mức chấp nhận được, nó không quá tốt, được chưa? Ấn nó không quá sâu. Nhưng mà nếu các bạn sành điệu hơn thì các bạn hoàn toàn thể sắm thêm cho mình một cái bàn phím phụ ở bên ngoài. Đấy, tùy. Rồi, hiện nay thì mình đang có phiên bản, ở đây là phiên bản Intel Core i5 Gen 13, rất là mạnh.
Card đồ họa tích hợp là Intel Iris Xe. Còn có một phiên bản nữa, nó xịn sò hơn, là phiên bản card đồ họa rời RTX 2050. Thì hiện tại mình đã không có ở đây để cho các bạn review cho các bạn. Nhưng tuy nhiên thì phiên bản đấy là phiên bản mình nghĩ rất là đỉnh. Còn hiện nay thì mình đang review cho bạn cái phiên bản là có card đồ họa tích hợp nhé. Và tiếp theo thì đánh giá mình về màn hình của chiếc laptop này thì cũng chỉ ở cái mức chấp nhận được thôi. Thứ nhất là chúng ta có là màn hình là 60Hz này. Thứ hai là nó sao nhỉ? Cái độ sáng của màn hình này mình nghĩ rằng nó chưa ở mức tốt. Khi mà mình tăng max độ sáng thì gần như là cái chất lượng hiển thị ở trong môi trường trong nhà có đèn thì ok. Chứ ví dụ mà các bạn mang ra cà phê dưới môi trường nắng gắt thì sẽ hơi khó nhìn một tí. Đấy, còn có một cái điểm cộng đấy mình quên mất chưa nói cho các bạn về phần bàn phím ấy, là chúng ta sẽ không cần phải dùng nút phân triệt để kết hợp với cả ánh sáng hoặc là âm thanh để mà sử dụng, chúng ta ấn là được rồi. Tuy nhiên là cái nút icon của mấy cái phần F1 đến F12 hơi nhỏ. Đấy, thế thôi, còn lại bàn phím nhám, chống mồ tay, vân tay, thực ra ok rồi. Tiếp theo thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đến ngay cái chủ đề chính nhá. Chủ đề chính của chúng ta là về hiệu năng đi. Hiệu năng thì mình đã tải sẵn một số cái phần mềm rồi. Phần mềm Geekbench 6 này, phần mềm Cinebench. Đấy, thì những phần mềm này đo hiệu năng để xem là con chip chúng ta có được là Intel Core i5 thế hệ thứ 13 nhé. Bạn nhớ cho mình là Gen thứ 13 nhé. Và card đồ họa là card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe thì sẽ được như thế nào. Và mình cũng sẽ test cho các bạn thêm một số tựa game. Xem nào, game gì nhỉ? CSGO đi, CSGO vừa mới làm lại, rất là đẹp. LOL đi, với cả là thêm tựa game Valorant nữa. Mình test xong cái ứng dụng Cinebench thì chúng ta có được cái chỉ số đơn lõi là 587 và đa lõi là 5331. Thì với cái số hạng rank chúng ta có được là thứ 9. Với cá nhân mình đánh giá thì nó hơi yếu một tí. Nếu mà để so sánh mà để các bạn làm về đồ họa hay làm về edit thì thật sự mà nói thì nó không quá tốt. Đấy, thì lời khuyên cho mình cho các bạn, lời khuyên của mình cho các bạn rằng là nếu các bạn có mà sử dụng chiếc máy này mà để làm tác vụ đồ họa ấy, thì chúng ta chỉ nên render hoặc làm những cái project nó nhỏ thôi, không quá cồng kềnh. Vì số điểm như này thực sự mà nói là không quá cao. Nếu mà để cao ấy, thì chắc chắn cái số đa lõi chúng ta có được phải trên 10.000, còn cái đơn lõi thì ít nhất cũng phải là 5.000. Đấy, cá nhân mình sau khi mình test những chiếc máy mà nó đã có những cái hiệu năng rất khủng rồi thì mình mới đưa ra cho các bạn kết luận như vậy. Và tiếp đến nữa thì mình sẽ test cho các bạn một cái ứng dụng nữa là ứng dụng Geekbench 6 để chúng ta cũng xem rằng đấy một số những cái tác vụ như kiểu là multitask này hay là HDR này các thứ sẽ như thế nào nhá. Sau khi mình test xong cái hiệu năng của CPU trên chiếc Asus Q5 này thì mình có được một cái thông số điểm nó cũng gần như tương tự với cả khi mình test trên phần mềm Cinebench. Thì với đơn lõi là 810 và đa lõi là 4361. Cơ bản là nó cũng như thế thôi, không quá cao, quá nổi trội đâu. Đó. Khi mà mình xem đến một số chỉ số ở dưới này thì mình có nhận xét rằng là gần như là các cái thông số đơn lõi rất thấp. Đấy. Còn đa lõi thì chúng ta sẽ có được một số tính năng nó hiển hơn như kiểu là Horizon Detection. Cái tính năng này theo như mình tìm hiểu ấy, thì nó sẽ là một cái tính năng xử lý về hình ảnh của chúng ta khi chúng nhìn vào chiếc máy tính. Đúng hơn như kiểu là xử lý ảnh và thị giác máy tính. Đấy. Thì với những cái tính năng như vậy thì mình nghĩ rằng chiếc máy này nó sẽ là một chiếc máy để các bạn sử dụng để làm việc với các thao tác nhẹ nhàng, chơi game nhẹ nhàng nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà đấy là mình chưa nói về cái chiếc Asus Q5 2023 với phiên bản RTX 2050 nhá. Phiên bản đấy chắc chắn là chúng ta sẽ có được hiệu năng nó nhỉnh hơn rất nhiều bởi vì nó card đồ họa rời. Thứ hai là nó sẽ có một số những tính năng nó phù hợp hơn khi chúng ta chơi game hoặc là giải trí với cái tác vụ đồ họa nặng. Còn với cả các đồ họa tích hợp nhá thì đa số chúng ta dừng lại ở cái mức cơ bản thôi, chúng ta sẽ không có được một số những cái tính năng hoặc tác vụ cao đâu. Đó là điều các bạn phải đánh đổi. Còn mình sẽ không test cho các bạn về cái benchmark của GPU nữa, tại vì các đồ họa tích hợp thì chắc chắn là không có gì nổi trội rồi. Đấy là điều mà chúng ta cần phải chấp nhận. Ngay bây giờ đây thì mình sẽ test cho các bạn một số tựa game để chúng ta xem được rằng là với cái hiệu năng như vậy thì chúng ta chơi game sẽ được bao nhiêu FPS và liệu máy nó có nóng lên hay không.
Ok, đó là chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc máy Acer Aspire 5 phiên bản là Core i5 Gen thứ 13 đi kèm với các đồ họa tích hợp là Intel Iris Xe. Thì với phiên bản này thì mình có đánh giá rằng nếu các bạn sử dụng để chơi game hoặc là một số benchmark mình đã có test cho các bạn thì sẽ đạt được cái mức là trung bình thôi. Các bạn chơi game như mình vừa test thì có tựa game là Valorant này, tựa game CS2 và Liên Minh Huyền Thoại. Thì ba tựa game trên mình đều để ở cái cấu hình medium để chúng ta có được cái FPS tốt nhất cũng như là cái nhiệt độ máy không quá nóng, chủ yếu chỉ dừng lại ở cái phần bàn phím và hai cạnh rìa máy thôi. Ngoài ra thì nếu các bạn sử dụng chiếc máy này mà để làm việc, học tập, giải trí nhẹ nhàng thì rất là ok. Còn nếu mà sử dụng để làm những tác vụ đồ họa nặng hơn như edit video, Premiere, Photoshop với những tập file nó nặng thì khả năng cao là các bạn sẽ rất mất thời gian ở render cũng như là cái tình trạng giật lag sẽ có. Đó. Thì chắc là một thời gian ngắn thôi mình sẽ review cho các bạn một phiên bản là Aspire 5 với các đồ họa rời là RTX 2050. Thì hãy đón chờ video nhé. Và đừng quên thì Acer đang có một cái chính sách là VIP 3S1 bảo hành. Thì đổi trả 3 ngày 1 đổi 1, đó, chính hãng và rất nhanh chóng. Và nếu các bạn có đang quan tâm đến sản phẩm và giá bán của sản phẩm này thì mình sẽ để link ở dưới mô tả cho các bạn tham khảo. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe cho Hoàng Channel để không bỏ lỡ chung một cái công nghệ mới nhất đến từ bọn mình nhé. Và bây giờ thì peace.